Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Như vậy, đến thời điểm này thì chúng ta đã có mức giá chính thức của bộ đôi Oppo Reno và Oppo Reno 10X. Với Oppo Reno thì mức giá sẽ là 12.990.000 và Oppo Reno 10X thì sẽ là 20.990.000. Mức giá 21 triệu cho một chiếc máy Oppo thì mình thấy có rất nhiều người comment vào đấy là mức giá quá cao, quá ảo tưởng. Vậy thì với mức giá 21 triệu này có thực sự là cao với Oppo Reno 10X và cũng như là nó có thực sự đáng giá ở phân khúc tầm giá 21 triệu này hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cũng như là phân tích một chút về chiếc Oppo Reno 10X này nhá. Về cái quan điểm nó có đáng giá và cũng như là nó có đứng được ở cái mức giá 21 triệu này hay không thì nó vẫn phụ thuộc vào cái suy nghĩ của các bạn là nhiều. Ví dụ như các bạn thấy trên Oppo Reno 10X nó cũng có những cái thứ, nó cũng có những công nghệ mà nó không hề thua kém bất kỳ một thứ gì so với những sản phẩm đến từ nhà Samsung, so với những sản phẩm đến từ nhà Huawei. Còn với iPhone thì nó không thuộc thế giới Android rồi nên là mình không cần nhắc ở trong đây. Với 21 triệu trên Oppo Reno 10X, nếu như các bạn để ý sang về phần thiết kế đi, thì với những chiếc máy kiểu Samsung Galaxy S10, S10 cộng hay là Huawei P30 Pro thì nó sẽ đi theo một cái hướng như kiểu là an toàn một chút ở cái phân khúc cao cấp như thế này, để cho các bạn khi mà sử dụng sẽ có một cái độ bền nó ổn định hơn. Nhưng mà khi các bạn sử dụng trong cái trải nghiệm thực tế thì các bạn lại không có quá nhiều sự khác biệt, không có quá nhiều sự đặc biệt so với những chiếc smartphone khác trên thị trường. Chủ yếu là khác biệt một tí ở phần thiết kế, về phần camera hay gì hết. Còn với Oppo Reno 10X thì nó lại mang lại cho các bạn những trải nghiệm rất là thú vị với cái cụm camera vây cắm ở phía bên trên đây. Không chỉ Oppo Reno 10X mà trước đây thì Oppo Find X cũng đã mang lại chúng ta một cái trải nghiệm tương tự là như vậy ở phân khúc tầm giá cao cấp như thế này. Hay là với phần mặt lưng của chiếc Oppo Reno 10X thì nó cũng sẽ mang lại cho các bạn một cái trải nghiệm gần như là phẳng hoàn toàn, không có bất kỳ điểm gì nó gờ lên mà chúng ta có thể gọi cái gì nhỉ? Triết lý phẳng đấy các bạn. Tất nhiên thì với cái mặt lưng phẳng như thế này thì Oppo Reno 10X cũng sẽ phải có một cái điểm gờ lên để giúp cho các bạn khi mà đặt nó lên mặt bàn hay là bất kỳ một cái gì đó thì cũng tránh cái việc chảy xước cho cái mặt lưng và cũng như tránh chảy xước cho ống kính camera. Thì đây cũng sẽ là một cái điểm, một cái chi tiết nhỏ nhưng cũng thể hiện được là Oppo đã chăm chút đến cái phần thiết kế cũng như chăm chút và lo lắng đến cái vẻ đẹp của chiếc máy cho người dùng là như thế nào. Ngoài ra về phần cứng của camera, khi mà so sánh với những chiếc máy ở phân khúc tầm giá cao cấp như thế này thì nó cũng lại không hề thua kém. Chúng ta vẫn có cảm biến camera chính 48 megapixel IMX586 với khẩu độ mở lên tới là f1.7, hay là chúng ta cũng sẽ có một cái trải nghiệm với camera góc siêu rộng là 8 megapixel, và ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ mang lại cho người dùng khả năng zoom hybrid lên đến 10x. Và như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là với bộ ba camera này thì bạn có thể là zoom từ nhà ra phố, ví dụ như các bạn đang ngồi trong nhà, các bạn muốn lấy toàn cảnh nhà các bạn cũng có thể lấy được, hay là các bạn muốn zoom ra tận ngoài cửa sang bên hàng xóm thì các bạn vẫn có thể là xem được, lấy được chi tiết một cách rất tốt bởi cái cụm camera zoom hybrid 10x. Và với cụm camera này, nếu như bạn không muốn zoom hybrid bằng phần mềm thì các bạn cũng có thể zoom quang 5x rất là ngon lành. Và như vậy thì mình có thể nói rằng là về phần cứng thông số của camera thì Oppo Reno 10X nó cũng không hề thua kém bất kỳ một chiếc smartphone ở phân khúc cao cấp nào cả. Thế nên nó cũng có thể tự tin đứng ở cái phân khúc tầm giá là 21 triệu này. Cái điểm thứ ba đấy là về phần cứng, về cái bên trong của chiếc máy đi. Và nếu như các bạn để ý ở cái phân khúc smartphone cao cấp bán ra chính hãng tại thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại mà có những con chip Snapdragon 855 thì nó giống như kiểu là một sự xa xỉ. Với những chiếc máy đến từ nhà Samsung kiểu S10, S10 Plus hay chúng ta có S10e, hay là để ý tất cả những chiếc máy flagship của nhà Samsung kể từ thời S6 đi, thì chúng ta sẽ chỉ có những con chip là Exynos mà thôi. Còn với những chiếc máy kiểu Huawei Honor thì các bạn cũng sẽ chỉ có những con chip đấy là Kirin kiểu 970, 980, hay là với những chiếc máy iPhone thì không thể nào có Snapdragon được. Và đặc biệt với những chiếc máy trước đây được chạy chip Snapdragon, thường xuyên dùng chip Snapdragon ở phân khúc cao cấp kiểu Sony hay là LG thì tạch hết rồi. Như vậy thì cái sự lựa chọn về con chip Snapdragon 855 ở thời điểm hiện tại thì các bạn có thể đếm trên đầu ngón tay, chúng ta có Xiaomi và chúng ta có Oppo, duy nhất hai hãng này thời điểm hiện tại bạn có thể lựa chọn, có cái tùy chọn về con chip Snapdragon 855. Và các bạn biết rồi, với chip Snapdragon 855 chúng ta có một khả năng chơi game tối ưu tốt hơn. Như vậy thì nó có đáng ở phân khúc này không các bạn? Và gần sắp tới đây nữa thì tất nhiên chúng ta cũng sẽ đón nhận được thêm một cái brand mới, đấy là OnePlus. Nó không phải là mới nhưng nó sẽ là một brand mới tại thị trường Việt Nam. Nghe ngóng là như vậy thôi, nhưng không biết là bao giờ thì mới bán cái chiếc OnePlus 7 ở thị trường Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nhau hóng nhé. Nhưng như vậy thì các bạn có thể thấy rằng là với Oppo Reno 10X thì kể cả từ phần thiết kế, kể cả về phần cứng, kể cả về phần camera hay là về những cái tính năng bên trong thì nó cũng không hề thua kém bất kỳ một chiếc smartphone cao cấp nào cả. Hay là cả ngay về cái phần trải nghiệm màn hình thì chúng ta cũng sẽ có vân tay bên trong màn hình, chúng ta cũng sẽ có màn hình không hề khuyết tật với độ phân giải Full HD Plus và tấm nền đấy là AMOLED.
đều là những thứ nó rất là cao cấp và không hề có bất kỳ một chi tiết nào rẻ tiền trên chiếc máy này cả. Vậy thì tại sao nó lại không xứng đáng nằm ở phân khúc tầm giá là 21 triệu? Chủ yếu nó đến từ cái suy nghĩ của các bạn. Đấy là, ồ, 21 triệu tại sao mình lại bỏ ra để mua một chiếc máy Trung Quốc? Trung Quốc thì nó cũng có Trung Quốc này, Trung Quốc kia, nó cũng có Trung Quốc tốt và nó cũng có Trung Quốc xấu. Với Oppo thì mình thấy nó cũng là một hãng tốt đấy chứ. Một thương hiệu cũng đã nổi rất là lâu rồi tại thị trường Việt Nam. Và theo cái quan điểm cá nhân của mình thì mình thấy Oppo Reno 10X xứng đáng nằm ở phân khúc tầm giá là 21 triệu. Và tất nhiên khi mà chiếc máy này bán ra thì các đại lý cũng sẽ có những cái chương trình, những cái khuyến mãi và những cái phiếu mua hàng rất tốt để dành đến cho các bạn, để chúng ta có một mức giá tốt hơn cho chiếc Oppo Reno 10X. Và các bạn thấy sao về cái chiếc Oppo Reno 10X, liệu nó có đáng nằm ở phân khúc tầm giá 21 triệu hay không? Xin mời comment để lại cái quan điểm cá nhân các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy vui, đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video lần sau.